Thì khi mà Khánh sanh em bé thì Khánh cảm thấy là cơ thể mình thay đổi rất là nhiều. Vấn đề lớn nhất đó là về vấn đề cân nặng thì ai cũng phải trải qua điều đó. Và vấn đề thứ hai là vấn đề thay đổi về tâm lý. Khánh rất là dễ cáu bận, cáu giận á, vui buồn bất chợt, vui đó rồi buồn đó, rồi khóc đó, cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Thì Khánh mới đi khám tổng quát thì bác sĩ mới nói là Khánh có dấu hiệu tiền mãn kinh, thì nghe rất là hoang mang, trời ơi, còn rất là trẻ mà tại sao lại có dấu hiệu đó. Thì bác sĩ mới giải thích là do là Khánh làm việc nhiều nè, rồi sanh con hơi muộn, và rất nhiều lý do khác nữa nó dẫn đến cái tình trạng như thế, làm cho cái nội tiết tố nó giảm đi, cho nên làm thay đổi về tâm lý của Khánh, thay đổi về cân nặng, thay đổi về tâm trạng. Khánh là người chuộng thiên nhiên, cái gì mà thiên nhiên thì Khánh mới thích tìm hiểu và Khánh mới sử dụng. Thay vì ho thì người ta uống tay để giảm ho, thì Khánh lại ngậm chanh đào để mà giảm cái cơn ho của mình, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến vấn đề sức khỏe cũng như là làm cho cơ thể bị nóng. Và Khánh tình cờ biết được đến một cái loại mà giúp cho cải thiện được cái tình trạng của bản thân mình, đó là mầm đậu nành. Thì đầu tiên thì Khánh uống bột, thì cái vấn đề đó chỉ có thể giải quyết được cách ở nhà thôi, bởi vì mỗi lần uống phải đem theo đỉnh kỉnh khi mà đi quay hoặc là đi ra ngoài, chỉ được một thời gian ngắn thôi thì lại bỏ bê làm biếng. Thì vô tình một người bạn của Khánh đã giới thiệu cho Khánh cái thực phẩm chức năng này. Thực phẩm chức năng bây giờ thì có rất nhiều loại, chính vì vậy thì mình phải tìm hiểu kỹ, mình phải có được đầy đủ thông tin để làm sao mình sử dụng cái loại thực phẩm chức năng đó nó an toàn, nó hiệu quả mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Thì Khánh đã biết được đến loại thực phẩm chức năng Flavo này, nó được chiết xuất từ mầm đậu nành mà dạng viên nén, cho nên là rất là dễ sử dụng, có thể uống mọi lúc mọi nơi, mang đi theo vẫn được. Và khi mà Khánh sử dụng được khoảng 2 tuần thôi thì kết quả nó rõ ràng, nó giúp cho Khánh tự tin hơn nhiều, cải thiện được sức khỏe của Khánh nè, ngủ ngon nè ha, rồi da tươi tắn, tâm lý nó không có bất thường nữa, nó thoải mái hơn, và vợ chồng Khánh nó không có những xích mích nữa. Bởi vì khi mà mình cáu bẩn vô cớ thì chồng mình rất là bực, lúc đầu thì còn thông cảm, còn chia sẻ, còn chịu đựng được, nhưng mà càng về sau thì nó càng vô lý hơn nữa. Thì người bình thường thì chắc chắn người ta cũng sẽ có những lúc người ta bực bội đó, tại sao cứ như thế hoài. Thì khi mà mình sử dụng thực phẩm chức năng Lagoon rồi thì mình thấy là tâm lý mình cải thiện rõ rệt, mình trở lại bình thường và vợ chồng vui vẻ trở lại, thì đó là cái niềm hạnh phúc rất là lớn. Còn bản thân Khánh thì khi mà Khánh sử dụng loại thực phẩm chức năng này rồi á, thì vòng 1 thấy săn chắc hơn, vòng 2 thấy thon gọn hơn, thấy khỏe khoắn hơn. Đó là cái điều mà Khánh thấy rất rõ khi mà mình sử dụng Lagol. Tại sao phụ nữ chúng ta không tìm những cái loại thực phẩm chức năng nó tốt cho cơ thể để mà chúng ta cải thiện được tình trạng bệnh lý cũng như là những cái tâm sinh lý của mình khi mà mình vướng phải những cái khó khăn trong cuộc sống, đúng không nào? Thì Khánh hy vọng rằng tất cả chị em phụ nữ sau khi mà nghe Khánh chia sẻ, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ thông tin và chúng ta sử dụng để xem là chúng ta có phù hợp với bản thân mình hay không. Và nếu như phù hợp thì chúng ta sẽ duy trì để cho lúc nào chúng ta cũng tươi trẻ, khỏe khoắn và hạnh phúc. Tất cả chị em phụ nữ nhé. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.